đứa mày đông lần năm đứa đi cho lẹ. Hôm nay qua đây hả? Cái tên thứ ba. Hai con cô nào? Dù. Quá đáng. Dũng. Trời ơi, đúng. Đúng rồi bây giờ. Ủa thứ mấy hả? Thứ mấy một hai bốn? Thôi rồi, thôi rồi. Người thứ năm. Bé đồng. Nó men quá. Nó men. Người thứ sáu. Lòng. Mừng quá. Em cũng lá. Người thứ bảy. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Bottom two, bottom two. Hết rồi. Thêm 7 nhà bạn mất xin mời bước lại phía trước. Bước lên. Bước lên. Nó không nổi. Nó không nổi hồi hộp. Nè, con tiếp nè. Con nắm tay, con cổng. Hai cô gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi, nhưng trong tay tôi chỉ có một tấm hình. Và tấm hình này sẽ là cái tên tôi gọi tiếp theo. Và người đó sẽ vẫn còn cơ may để trở thành siêu mẫu Mỹ. Thứ tư, 29 tháng 7. Cô gái không được tôi gọi tên sẽ phải trở về ngôi nhà, thu dọn hành lý và trở về nhà ngay 97. Qua những lần đi nhảy em thấy được cái sự cái cách phiêu cũng tím bạn mất. Tôi cũng thấy được sự cố gắng của bạn mất chỉ có cái tính đó. Nhưng qua những lần đi nhảy chúng tôi vẫn còn thấy được ở bạn nhiều khuyết điểm và người phải chia tay chúng ta là chị Phương. Bạn mất bạn được vào vòng trong. Ôi trời ơi, xin chị buồn kiếm. Chị buồn kiếm, chị Cà Mau nhớ tụi em. Xin chị buồn kiếm.